Xin chào các bác, anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Quang Viên Âm Thanh Phố. Thì cái video này thì em sẽ hướng dẫn cho các bác kết nối cục đẩy và tai nghe. Đầu tiên các bác cho em chuẩn bị sẵn chuẩn bị sẵn một cái tai nghe nhá. Đây, đầu tiên ta bấm tai nghe dưới này. Hiện tại chữ là tai nghe AirPods này đã kết nối cho một cuộc gọi và âm thanh pin còn 90. Đấy. Là sẽ đây, ở đây em báo đã kết nối trước rồi. Thì các bạn anh em mà chưa kết nối thì bấm vào cái chữ tai nghe của cái AirPods cái màu xanh ấy, thì ấn cái nút đằng sau, ý hiện cái nút chữ màu trắng. Sau đó nó hiện ra cái đèn báo màu trắng. Rồi, và đầu tiên ta sẽ mở nhạc lên, mở YouTube em. Đó. Rồi. Sau đó các bác chọn cho mình thư viện ở đây nhé. Và các bác sẽ bấm thêm một bản nhạc DJ Remix này. Đó. Đấy thì các bác nghe thì âm thanh nhé. Đấy. Đó. Đây, nhạc đã kêu rồi đấy. Các bác thì to nhỏ của cái nhạc này nhé. Đấy. Hoặc là vào đây, giảm vào đây. Chỉ giảm ở trên rồi giảm ở dưới. Đó. Đây. Đấy, rất nhẹ. Các bạn mà chưa nghe thấy thì ấy vào cho em nhé. Đây, em chọn bài khác này. Đấy, các bạn sẽ giảm tua lại nhạc nhá. Đấy. Các bác nghe tiếng rất là bạch bạch mọi. Đấy. Sẽ nghe bản nhạc không lời. Đây sẽ bấm này. Đấy. Em sẽ tua lại nhá. Rồi. Tiếng rất kêu, tiếng rất là bạch. Đây, ở đây là trong danh sách này. Danh sách đã phát nhé. Đấy. Đây. Ví dụ nhà cái trả hạn này. Đấy. Nhà cái trả hạn này. Nhà cái em sẽ danh sách phát ở trên này nhé. Đấy. Đấy. Kết nối rất là đơn giản thôi, chỉ trong khoảng 3 phút đến 3 phút, không cần phải bắn trên TV đâu nhé. Đấy, rất là nhiều. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, ủng hộ cho Quang Nguyễn nhé, bấm nút này nhé. Đấy. Đấy, bây giờ nghe thử này.